Quá bất ngờ, bà ngoại 59 tuổi nuôi 9 người cháu còn rất là nhỏ. Bé nhỏ nhất chỉ mới 4 tháng tuổi. Được biết, bà có 3 người con gái. Khi lập gia đình sinh con, đều mang đến cho bà nuôi và cả hai vợ chồng đều đi làm. Vì gia đình khó khăn nên bà tuy lớn tuổi nhưng phải gồng gánh giữ cháu tiếp cho con để con có thời gian đi làm kiếm tiền mưu sinh. Bên cạnh đó, bà vừa giữ cháu, bà còn bò cua bắt ốc để có thêm thức ăn nuôi 9 người cháu của mình. Bây giờ mời cả nhà cùng trò chuyện cùng với bà như thế nào nhé. Rồi cả nhà ơi, hôm nay mình cũng đến cúng dường tại ngôi chùa ở đây á, thì mình cũng thấy một cái gia đình ở đây á, có một người cô hiện tại đang nuôi tới, nghe bà con nói là nuôi tới 8 người cháu luôn cả nhà. Một mình cô nuôi tới 8 người cháu. Đây để mình qua mình trò chuyện hỏi thăm cô như thế nào nhé. Đây, bé ngồi khá là đông luôn. Rồi con chào cô nha. Cô đang làm gì hả cô? Đang kho cá. Nay kho cá ăn ha. Ừ, cá bắt nè. Cá này cá gì? Cá lóc hả? Dạ. Ừ. Cô đi bắt rồi về cô kho hả? Ừ, đi bắt rồi kho nè. Dạ. Hay kho nước. Này là gì? Nước hay nấu cơm? Nấu nước, nấu cơm rồi. Mình nấu đồ ăn nấu gì ở ngoài đây luôn á cô? Ở đây luôn. Nấu canh ở đây luôn. Dạ. Rồi con xin phép cô đứng lên con trò chuyện cho xíu nha. Dạ. Đây con gắn cái mic con nói chuyện cô nha. Cô tên gì chia sẻ cô chú anh chị được biết rồi? Tên Tư. Cô Tư hả? À? Năm nay cô Tư nhiêu tuổi rồi? 59 rồi. 59 tuổi. Hiện tại cô Tư đang sống ở đây cùng với ai? Hả? Cô Tư đang sống ở đây với ai? Quê chồng. Chồng ha, chồng của Tư là bên là Lịch Thượng á. Dạ. Thì mở ra bên này Lịch Thượng. Dạ, nghe bà con nói là hiện tại cô đang nuôi tới 8 hay là mấy? 7 hay là 8 người cháu? 8, đứa 8 người. Là 9 đứa nhỏ kia đi rồi, nhỏ bự đi rồi. Dạ. Là mấy bé này là cháu cô hết ha? Cháu hết. Là cháu kiểu như cháu là ngoại không à? Cháu ngoại không luôn. Ừ. Vậy là tính ra cô là con gái không hả? Con gái. Mấy người con gái lận? Ba đứa. Ba người con gái. Ừ. Mà tới 9 người cháu luôn. Ừ, quá vậy. 4 đứa, người 4, người 3. Người 3, 4, người 2. Một người 4. Ừ. Một người 3. Ừ. Một người 2. Ừ. Rồi sao mà cũng như là có chồng rồi không có nuôi hay như thế nào sao mà để cô nuôi? Nó nghèo á, nó nghèo nó đi làm á, nó nghèo không có nhà cửa, nó nhỏ kia, nhỏ thứ tư không có nhà. Nó nhỏ thứ hai kìa ở đây nhà đó đó. Ừ. Nhà bên đây nè. Anh màu hồng phải đứt được chút về hơn nó. Có nghĩa là ba người con gái. Mà có chồng rồi á. Có chồng hết rồi. Là đi làm hai vợ chồng. Bỏ tất cả những người con cho cô nuôi. Nuôi. Bỏ giữ rồi. Giữ nhóc luôn. Rồi sao mà một mình cô nuôi xuể đi tới 8 người đây? Gan làm rồi đi làm đi bắt cua bắt ốc gì đó nuôi nó. Rồi đi làm cỏ làm gì cho người nuôi cái tím tiền. Rồi nó. Trong mấy bé đây là bé lớn nhất là ai? Lớn nhất cái nhỏ này. À đây con trai thôi. Đây chú trò chuyện với con chút coi. Trai kìa nói đây. Nó làm giúp em. Đây là bé là con của người thứ mấy? Thứ tư. À thứ hai. Là con của người thứ hai hả? À? Con tên gì? Nói cô chú anh chị nghe coi. Con Linh là Linh. Con Linh, Linh à? Hả? Dạ. Năm nay con nhiêu tuổi rồi? 13. 13 tuổi. Rồi hiện tại con còn đi học không? Dạ còn. Học có học lớp mấy rồi? Lớp 7. Học lớp 7. Rồi đây là thứ hai là mấy bốn người hả? Bốn anh chị em hả? Đâu em của con đâu em nói coi. Em đâu? À rồi đâu nữa? À rồi đâu nữa? Chị con đi thành phố. Rồi cha con làm gì? Con làm họ. À mẹ? Con làm công ty. Mẹ làm công ty cũng làm ở trên Sài Gòn hay làm đâu? Làm Sài Gòn. À. Rồi hàng ngày như vậy con ở nhà đó con cũng tiếp coi em với lại bà ngoại hả? Rồi mỗi ngày ai nấu cơm cho con ăn? Bà ngoại. Bà ngoại nấu ăn. Tí em. Rồi quá trời đông giống như nhà trẻ luôn rồi cả nhà. Ơ cô qua coi bé kìa, bé thức rồi, nãy mới ngủ. À cả nhà ơi. Chắc bé đó là nhỏ nhất hả cô ạ? Ừ, nhỏ nhất. Bé này bao nhiêu tháng hả? 9 tháng. Rồi mỗi khi mà con gái của cô á, mà mỗi khi mà sanh bé ra là cứ tới mấy tháng là mới giao cho cô để mà nuôi. Nó thì 3 tháng, 4 tháng. Ở đây 4 tháng em đi rồi, nó tẩy hết rồi. Có nghĩa là cứ hễ mà tới cỡ 3, 4 tháng là giao cho cô? Ừ, giao hết, nó đi hết. Rồi sao không? Sanh nhỏ thằng này hồi trước á, 3, 2 tháng à, nó đi rồi. Là bé trai này là sanh được 2 tháng là đi rồi? Ừ, đi là. Rồi thằng nhỏ thì 2 tháng nữa, đi nữa. Hai thằng này nữa, nói thứ hai á. Rồi, kiểu này chắc nuôi hồi nhỏ vợ. Rồi kiểu này sao mà cô chịu ra kiểu này là chịu được cỡ nha, cũng như là cơm nước này nọ anh sao cô? Cơm nước nấu cho nó sáng sớm lâu rồi, 4 giờ lên nè. Ừ. Lên lâu rồi
không có cá gì đó, mình đi bắt ốc bắt gì đó cho nó ăn. Rồi mấy người con gái với là chồng hàng tháng là gửi về tiền? Rồi một tháng là 1 triệu, người 1 triệu gửi. À. Con này 3-4 đứa 1 triệu gửi. Ừ. Nhỏ nó 3 đứa là 2-1 triệu. Ừ. Nhỏ nó 3 đứa là 1 triệu. Dạ. Rồi ngủ sao? Tối ngủ làm sao? Ngủ mặt bậy luôn. Ngủ dài, mộng cục mộng dài. Là một người ngủ dài nguyên... Dài luôn, nguyên luôn. Nó. Con trai lên đây, con trai đứng nằm vậy con. Nó. Đứng lên con. Ừ. Nó bụng nó dài dài rồi luôn. Trời ơi. Rồi, cô giống như nhiều quá vậy mệt không cô? Mệt. Mệt, lớp đi ruộng nữa, mệt. Cô còn đi ruộng làm ruộng nữa hả? Không phải, đi ruộng bắt cá bắt ốc vậy. Rồi chồng có tiếp làm gì không? Ông bệnh hoài. À. Ông bệnh á. Ông đây nữa hơi xài xe sợ xe chứ. Bà bệnh nhiều không? Nhưng bà ổng lên ho nó máu không. Bệnh tháng rồi đó. Rồi mới thực hiện vô á. Rồi trong tất cả các bé ở đây là có được đi học hết không cô? Đi học mấy con, nó ngồi vô cho chú hỏi coi. Lớp 1 không? Là nhỏ đi chưa? Nhỏ đâu cô chia sẻ coi. Bây giờ bé ngồi giọng nè. Này lớp 1. Dạ tên gì cô? Long. Rồi, bé này. Này nó lớp 2 rồi. Tên gì con? Tên Hải. Rồi. Cái này tên gì? Con Ngân. Mấy lớp mấy? Rồi, lớp mẫu giáo. Lớp mẫu giáo. Ở đây. Lớp 1. Tên gì con? Bảo. Bảo hả? Rồi đây. Nhỏ này lớp mẫu giáo. Liên hả? Liên. Mẫu giáo hả? Ờ, mẫu giáo. Rồi đây. Liên mẫu giáo luôn. Tên gì con? Định. Định. À. Rồi đây con. Tên Liên hả? Tên Duyên. Con bao nhiêu tuổi? Rồi con học lớp mấy? Lớp 1. 8 tuổi mà học lớp 1 hả? Chắc lộn rồi, chắc 6 tuổi. Ừ, đó mẹ nó đi bỏ cho học á. À. Không có ai đưa thì, lên học. Có bé này là lớn nhất trong nhà. Lớn nhất. Là con á là tiếp coi em luôn. Dạ. Yeah. Rồi cơm nước này kia á. Ừ. Cơm nước này kia là cô cứ nấu ở trước đây không hả cô? Ừ, à? Nấu cơm. Rồi hôm nay mình có cá kho thôi à? À, có kho này không có rau. Mình không nấu trong nhà, mình có xài bếp điện hay gì không? Bếp đất điện không xài. Ý là cô xài là củi ở trước nhà vậy thôi hả? Ờ, trước nhà. À. Trời ơi. Rồi cũng hàng tháng cũng được con á, cũng gửi tiền mỗi người triệu mấy này nọ để mà trang trải, để lo cho các bé. Nhưng mà theo con nghĩ, quá nhiều bé như vậy không, thì đủ không? Đủ để mà... Đi làm thêm nữa. Một ngày vậy cô nấu cả mấy lon gạo? Một ngày 4 lon. Một ngày 4 lon. À, rồi ở trong ở đây thì có anh chị em bà con nào tiếp để coi với cô không? Không, nhỏ giờ bây giờ chỉ có mình cô coi rồi. Con rồi cô nói là cô đi bò cá rồi ai coi? Nè, bé trai này. Ừ, một mình con sao con coi em nổi? Thầy nhỏ này cho tiếp. À, bé này tiếp, bé này bé cũng hơi lớn. Ừ. Là con ở nhà cũng tiếp coi em à? Trời ơi cả nhà thấy nè. Hai thằng này nữa đó, tiếp trời. Đi coi em. Ủa rồi sao mà giống như là cha mẹ bé đó, hai người đi làm cũng như đem một bé này kia theo cũng đỡ mà sao không đem? Đem không được. Sao nhà cô? Nhà trọ nó là cho thằng cho ở. Nhà trọ không cho ở hả? Ờ, con nít nhiều thằng cho. À. Không cho. Nên là anh ta đi làm mệt á rồi ngủ không được á, người ta không cho đi đem đi á. Mình nhà trọ nhà anh ta đi làm tối không á. Dạ, yeah. Rồi là... hai vợ chồng làm chảnh là kiểu như làm công ty. Hai nhỏ kia làm hồ. À. Làm hồ, thằng yeah. Ba này làm hồ. Yeah. Làm hồ một tháng. Rồi sao không gửi bên nội mới? Không gửi, bên nội ở đẳng nè. Ý là mấy bé này không gửi bên nội mới? Không. Rồi là giao bên ngoại hết luôn hả? Ừ, bên ngoại không. À. Bên nội không có coi đâu. Sao vậy? Không. Giao đi không? Thằng này giao hồ nhỏ. Hả? Hồ nhỏ bây giờ bên này bên này nó kêu đi nội không đi đâu, kêu đi qua bên nội không chịu, không. Nó quen ở là nhà rồi. Nội cũng gần đây ha, nó quen ở không đi, nuôi hồi nhỏ, rồi thấy con ở nhà nói chung là 4 giờ lên nấu cơm rồi, nhưng nó cơm cho nó đi học, ăn rồi bươn chen chén ngồi đó đó, một lớp luôn. Rồi chiều đi móc cua rồi đông cho nó ăn, rồi sáng nấu bươi cho nó ăn. Nấu canh cho nó ăn. Rồi mấy người con gái của cô đó là có nhà riêng hết không hay là sao? Nhỏ kia không có nhà đâu. Là nhỏ là... này không có nhà nè. Ý là chỉ có người thứ hai là có nhà. Ờ, nhỏ thứ hai có nhà. Là có nhà riêng. Còn hai người con gái kia thì không có nhà. Là sống hiện tại chung với nhà cô ở đây luôn. Sống này nè, nữa nhà nữa. Đây là căn nhà này, đây là nhà ai? Nhà thiếm, nhà nước mà bà dì cấp cho.
nhà nước cấp cho. Nhà gì? Nhà gì cấp cho? Nhà trọ. Dạ. Hiện tại thì là cũng như là nhà này là cô sống ở đây cùng với bé với lại chồng cô. Dạ. Rồi cả nhà. Đây là giống như nhà trẻ luôn rồi cả nhà. Nhà trẻ luôn. Rồi mấy ra mà người ta một hai người ta nuôi còn khó khăn nữa đây cô một lần 8-9 người luôn. Ây dồi. Lớp đi ruộng đi làm nữa. Nuôi đủ. Ai tới tháng mà có tiền mà mình không đi làm mới có tiền đó cho nó ăn đi học. Dạ. Đi làm nữa bỏ cho này coi coi rồi chịu nó đi học. Rồi giống như là mỗi khi mà tới lúc mà tắm rửa này nọ anh sao? Chỉ như bé tự đi tắm rửa ơn hay như thế nào? Lớn thì tạm ơn, nhỏ nhỏ nên thêm tạ. Rồi nước sử dụng nước mình có nước xài không? Nước sạch đó, ta cho đó. Dạ. Ta cho nước sạch. À. Nói chung cũng có bé lớn này tiếp coi ha. Tiếp nhỏ này là thân nhỏ này coi. Mỗi ngày vậy con coi em mệt không? Không. Nói tên chú nghe coi, tao chú quen này. Con tên gì nói lại coi. Con Linh ha. Rồi mỗi ngày ngoài việc con đi học về thì tiếp coi em. Rồi còn làm gì không? Tiếp nấu cơm nấu nước cho bà nội ngoại không? Bà ngoại nấu xong hết trơn. Bà ngoại nấu xong hết trơn luôn. Sáng sớm nấu rồi. Rồi em nhiều quá gì con thấy kiểu như là coi em á cực không? Không cực. Rồi con làm gì coi tiếp làm sao em con nói coi. Có giặt đồ cho em không? Có. Con không có luôn. Vậy ai giặt đồ? Tôi không. Bà ngoại nhặt luôn. Trời ơi cái gì cũng bà ngoại hết trơn. Coi. Con không có tiếp làm gì bà ngoại hết trơn hả? Có tiếp gì bà ngoại không nói coi. Tiếp bán nhà. À vậy cũng được ha. Dạ. Con thấy là cái căn nhà của mình ở đây á cô. Kiểu như là sát với cái ngôi chùa luôn á là. Sát này nè, đừng ngăn đừng chút hả, đừng bên đây nè. À. Nè. Nhà kia nhà người ta. À. Đừng khúc nè ta. À. Khúc này nè. Đây là gì phía đây là ngôi chùa cả nhà. Ờ bên đó chùa. Ngôi chùa. Hồi đó ông đi xin làm cờ là ten. Hồi đó ông này nè, đi xin làm cờ là ten á, bây giờ cho ông làm rồi hết. Rồi ông bệnh ông phải làm được đó. Yeah. Rồi giao cho người ta, giao yeah. thằng nhỏ thứ Út á, nó nhà nó đó. Yeah. Nó làm đi. Yeah. Ông bệnh ông làm. Hồi đó xin á. Thêm nữa con muốn hỏi cô là bé nhiều quá gì đó rồi mình có nghĩ là đem gửi nhà trẻ bớt không hay là sao? Đem nhà nhà không được cái tiền á. Không có tiền ha. Mình nuôi đại đi. Nuôi đại ha. Gửi không được đó. Gửi yeah. không có tiền đó, một tháng nhiêu không? 600 đó là như là cha mẹ, nếu mà theo con thấy là cha mẹ đi làm đáng lẽ là hai người làm là phải dư rồi. Đúng không? Nhưng mà sao gửi là mỗi tháng có 1,000,000 thôi hả? Triệu mấy à, nó thiếu nợ đã. Dạ. Nó còn thiếu nợ hồi đó bị dịch á. À. Thiếu nợ người ta nhắc quỳ trả cho người ta chưa hết. Ừ. Mình tiếp cho nó. Vậy đi bao lâu á? Bao lâu mới về thăm mấy bé một lần? Mà đi Tết gì à? Đi một năm mà tới Tết. Một năm là gì à? Ủa rồi mấy tháng cũng như có lễ này kia có về không? Không. Không về luôn. Nên là quanh năm con tiền không có tiền. Quanh năm suốt tháng vậy rồi cô, trời ơi. Con thấy là cũng hay vãi à. Nuôi hoài luôn á, nuôi lớn. Con có nhớ cha mẹ không nè? Nói coi. Nhớ hả? Hồi nhỏ mẹ hả? Mẹ con đi làm bao lâu rồi không về? Nhiêu? 2-3 tháng rồi ha. Hồi Tết có về không? Có về ha. Đây con gái, nói cho cô chú chị nghe coi. Con có nhớ mẹ không? Mẹ con tên gì? Không biết tên. Cha tên gì? À, mà sao không biết tên mẹ vậy cô hả? À, mẹ tên Trúc Giang. Rồi bao lâu rồi mẹ không có đến thăm con? Hả? Con nói coi. Rồi. Bao lâu rồi? Không nhớ ha. Rồi con trai. Con trai bao lâu rồi không có gặp mẹ nè. Mẹ chung á, khó chữ rồi. Là đâu cô chia sẻ coi, đâu là anh em ruột đâu cô nói coi. Anh em ruột đây nè. Ở đây anh em ruột ra nè. Nè ba người ra nè. Ba người anh em. Ừ. Một hai với lại bé lớn là một anh em ruột. Còn đây. Còn ba anh em này là ba anh em ruột ha. Đâu? Này, với này, với này là à, là đây là con của thứ mấy? Thứ ba. Là thứ ba, hai người là con thứ ba. Dạ, còn thứ hai là bốn người. Bốn người. Dạ. Này ba người. Dạ.
Trời ơi. Nhưng mà con thấy ở đây cũng cô cũng giỏi chứ. Mà cho nó ăn cơm mấy ông mấy bà nó tới trời ơi, nhóc những cháu. Thôi giờ nè, đông quá vậy có ai xin một vài bé để cho chị không? Hả? Thì nhau bà dạy cho không? Hả? Bà dạy cho không? Thấy con nhiều quá, cháu nhiều quá cho không? Vậy hả? Ờ, cho bánh, cho gạo. Không, ấy là ví dụ như có ai muốn thấy bé nhiều quá muốn xin đem về nuôi cho không? Không. Không chịu cho. Hả? Ừ. Không cho hả? Không. Thấy nuôi lớn rồi thấy nhiệt. À. Nuôi rồi lớn rồi thấy thương. À, nuôi lớn rồi không thấy thương ha. Ừ. Không có nở là cho ha. Ờ, không. Người ta xin không cho. Bà kia xin nhỏ thì không cho đâu. Xin bé này hả? Ừ. Thấy nhỏ thì có duyên. Dạ. Xin hoài á. Dạ. Hôm nay con cũng xuống thì cũng ghé ngôi chùa, tại con cũng xuống ngôi chùa để cúng dường tại ngôi chùa, thì cũng tại thấy cô ở đây bé nhiều quá nên con ghé hỏi thăm. Hôm nay con cũng xin gửi con tặng cô 200.000 để con mua gạo nha. Chúc mừng, dạ, chúc dạ. Mừng cho mạnh giỏi. Dạ. Rồi con cũng chúc cô sức khỏe nha. À. Trời ơi, rồi bé nhiều quá đây thì một mình cô phải gồng gánh tiếp nuôi, có gì á nói mấy người con gái đó cố gắng làm như thế nào để lấy bé tiếp nuôi cô, chứ một mình cô là cũng khổ lắm á. Ừ. Rồi con cũng xin phép về nha. Cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn con.